10 tháng năm 2023, Tuyên Quang đã xảy ra 54 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người và làm bị thương 48 người. Căn nhà xây còn dang dở ở thôn Xoay Long, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, là nơi ở của mẹ con bà Trần Thị Chiêm. Cách đây vài tháng, tai nạn giao thông đã cướp đi của bà người chồng khỏe mạnh. Gia đình mất đi trụ cột, giờ đây chỉ còn hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Mọi lo toan cuộc sống đều đè nặng lên vai bà Chiêm. Đưa vào viện là cứ thế là coi như không biết một tí gì, từ ngay từ lúc ở trên này xuống dưới là 11 ngày. Chăm sự nhờ các bác anh trai trưởng ở đây, nhưng mà chị dâu là cùng với lại chú lái xe là giúp đỡ chăm sóc hoàn toàn trong cái thời gian mà 11 ngày ở viện. Bảo là thôi bây giờ không chữa được thì là xin về. Đấy là từ lúc đấy là anh em họ hàng bà con cô bác đến giúp đỡ cho gia đình để làm mai táng cho. May mắn không mất đi tính mạng, nhưng kể từ khi gặp tai nạn đến nay, chị Hà Thị Kịp ở tổ dân phố Vĩnh Bảo, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Chị Kịp bị chấn thương sọ não, mọi sinh hoạt thường ngày đều phải có người chăm sóc. Theo đánh giá của Ban An toàn Giao thông tỉnh, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh có những diễn biến phức tạp. Các vụ tai nạn chủ yếu xảy ra trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, lưu lượng phương tiện qua lại cao. Nguyên nhân chính gây tai nạn chủ yếu vẫn do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện như vi phạm về phần đường, làn đường, chuyển hướng, vượt xe không đúng quy định, không giữ khoảng cách an toàn, không chú ý quan sát. Hậu quả của các vụ tai nạn giao thông là rất đau thương và nặng nề. Bệnh nhân nhẹ thì xây sát da ở trên cơ thể, bệnh nhân nặng thì chấn thương sọ não, chấn thương bụng, chấn thương ngực kín, và bệnh nhân có những bệnh nhân gãy xương đùi, xương cẳng chân hoặc là gãy xương ở tay. Di chứng thì tất nhiên là có, ví dụ như bệnh nhân nặng là chấn thương sọ não thì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này, có thể là rối loạn tâm thần hoặc là mất khả năng lao động. Thời gian qua, các ngành, các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh đã luôn quan tâm, chăm lo, hỗ trợ các gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hướng tới mục tiêu kéo giảm, đẩy lùi tai nạn giao thông. Chúng tôi sẽ tham mưu cho Ban An toàn Giao thông tỉnh các văn bản chỉ đạo các cơ quan thành viên thực hiện tốt cái giải pháp là công tác tuyên truyền để đến mọi người dân, cán bộ công chức và viên chức nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và ra văn bản để chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý các vi phạm trên đường bộ, mà đặc biệt là những hành vi mà có nguy cơ gây tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông luôn là vấn đề nhức nhối của xã hội, mà gia đình mỗi nạn nhân chính là những người đầu tiên phải gánh chịu. Do đó, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan chức năng, mỗi người dân khi tham gia giao thông phải nâng cao ý thức tự giác, tuân thủ nghiêm luật giao thông, đảm bảo an toàn cho mình và mọi người.